Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ca COVID-19 chuyển nặng có dấu hiệu tăng trở lại. Thành phố Vinh yêu cầu ngừng xét nghiệm nhanh COVID-19 có thu phí. Người dân chen chúc chờ test lấy giấy xác nhận khỏi bệnh. Trạm y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh nói gì? Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19, đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, đến ngày 1 tháng 3, cả nước có khoảng 920.000 người mắc COVID-19 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Thực tế, nhiều người lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên, thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian. Người lao động khi bị COVID-19 đa số chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc hoàn thành điều trị COVID tại nhà do chính quyền địa phương cấp hoặc trạm y tế cấp xã cấp. Người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận này để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, các trường hợp F0 chưa được thanh toán chế độ ốm đau chủ yếu là các trường hợp mắc COVID-19 cách ly điều trị tại nhà. Theo quy định tại Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc COVID-19 có hai giấy tờ: bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Theo Bộ Y tế, thực tế người bệnh mắc COVID-19 điều trị tại nhà không thể đến cơ sở khám chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định. Những người bệnh mắc COVID-19 điều trị tại nhà hiện đang có 7 giấy tờ sau. 1. Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp. 2. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp. 3. Giấy xét nghiệm, test nhanh hoặc PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp. 4. Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng, y tế cơ quan doanh nghiệp. 5. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp, nhưng cấp lùi lại thời hạn trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà. 6. Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung. 7. Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến. Đối chiếu với các quy định của các văn bản luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 56/2017/TT-BIT. Để giải quyết vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, giảm thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội nhưng vẫn đảm bảo quy định, pháp luật, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19. Trong trường hợp không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ sao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội và quy định mẫu thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ nêu trên vào thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 56/2017/TT-BIT. Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, người lao động nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà có giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà do chính quyền địa phương, trạm y tế cấp xã cấp sẽ được hưởng chế độ nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định. Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội. Thưa quý vị, trong văn bản mới nhất của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, gửi Sở Y tế các tỉnh thành tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép hoặc trên nền tảng mạng xã hội.
Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Theo Cục Quản lý Dược, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 nói chung và thuốc Monopiravir nói riêng là các thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có hiện tượng nhiều cá nhân giao bán thuốc Monopiravir trên các nền tảng mạng xã hội như phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Hiện tượng mua bán thuốc điều trị COVID-19 không được kiểm soát nêu trên dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và hiệu quả điều trị. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm luật dược 2016 và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương chủ động, khẩn trương triển khai, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 976 BIT-QLD về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố như Ban chỉ đạo 389, Quản lý thị trường, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khác tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ, kết quả kiểm tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, đề nghị Sở Y tế các địa phương thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý Dược. Trước đó, tại công văn số 976 BIT-QLD do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược và người dân về việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 theo đúng quy định. Ngoài việc tăng cường tập huấn cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, các quy định về kê đơn, bán thuốc theo quy định, Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo hệ thống kiểm nghiệm, tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc, phát hiện thuốc không đạt chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả về Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược. Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc giả, thuốc nhập lậu, mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc, tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán thuốc đúng giá niêm yết. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng điều trị COVID-19 có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các quy định về mua bán thuốc điều trị COVID-19 và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt bảo quản thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt bán lẻ thuốc theo đúng quy định của Bộ Y tế và các quy định khác trong kinh doanh dược. Thành phố Vinh yêu cầu ngừng xét nghiệm nhanh COVID-19 có thu phí. Thưa quý vị, để tránh tình trạng người dân hiểu nhầm các trạm y tế xét nghiệm miễn phí cho công dân nhưng lại thu tiền, thành phố Vinh, Nghệ An đã yêu cầu các trạm y tế phường, xã tạm dừng việc xét nghiệm nhanh có thu phí. Ngày 7 tháng 3, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh Nguyễn Thế Tùng yêu cầu trạm y tế 25 phường, xã toàn thành phố tạm ngừng việc xét nghiệm nhanh có thu phí cho công dân. Ngày 25 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã ngừng cung cấp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các phường xã. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số trạm y tế phường xã vẫn tự mua test nhanh ở ngoài về làm xét nghiệm cho người dân và thu phí. Để tránh tình trạng người dân hiểu nhầm các trạm y tế xét nghiệm miễn phí cho công dân nhưng lại thu tiền, Trung tâm Y tế thành phố Vinh yêu cầu các trạm y tế phường xã không tự ý làm test có thu phí cho công dân, chỉ thực hiện làm test nhanh có thu phí cho người dân khi Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cung ứng test nhanh có thu phí. Đối với người dân có nguyện vọng, trạm y tế phường xã thông báo giúp người dân đưa test nhanh đến để trạm y tế làm giúp, không thu phí và cấp giấy kết quả xét nghiệm cho công dân. Theo Sở Y tế Nghệ An, hiện nay Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành một số thuốc kháng virus chứa hoạt chất Monopiravir. Để tạo điều kiện cho người dân trong tiếp cận sử dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19, Sở Y tế Nghệ An đã đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc hướng dẫn người dân chưa có đơn thuốc của các cán bộ y tế tới trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được tư vấn, kê đơn theo quy định.
Trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Nghệ An kiểm soát đồng loạt 6 cửa hàng vật tư y tế, cửa hàng kinh doanh thuốc ở thành phố Vinh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 15.000 bộ xét nghiệm nhanh, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19, 650 chai nước rửa tay không có nguồn gốc xuất xứ. Tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An yêu cầu dừng xe ô tô do ông C, 52 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở 20 thùng, bên trong chứa 30.000 que test nhanh kháng nguyên COVID-19 do nước ngoài sản xuất, trên bao bì có ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng này. Từ đầu mùa dịch đến nay, tại Nghệ An đã ghi nhận 120.015 ca COVID-19, 129 bệnh nhân COVID-19 tử vong và hiện có hơn 39.200 bệnh nhân đang điều trị. Người dân chen chúc chờ test, lấy giấy xác nhận khỏi bệnh, trạm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh nói gì? Thưa quý vị, người chen vào, người chen ra, nhân viên y tế thì đọc ra giả. Chị A âm tính vào lấy giấy, chị B dương tính về cách ly tiếp. Đây là lời kể về cảnh tượng sáng ngày 7 tháng 3. Trạm y tế cho biết do nhiều nhân viên dương tính nên họ thiếu người và quá tải. Theo ghi nhận của báo chí, sáng ngày 7 tháng 3, tại trạm y tế phường 22 quận Bình Thạnh, người dân tập trung rất đông. Người đến khai báo bệnh, người xin giấy hoàn thành cách ly, người đến tiêm ngừa, đứng ngồi, chen chúc lộn xộn. Anh Thành Trung, ngụ phường 22 quận Bình Thạnh cho biết, anh dẫn con trai đến trạm để xét nghiệm COVID-19 do thấy có dấu hiệu nghi ngờ. Anh chia sẻ, lên đây xét nghiệm đỡ được chi phí mua test nhanh, người lao động khó khăn như mình thì tiền đâu mà mua hoài. Bên trạm test nếu dương tính thì miễn phí, còn âm tính đóng 100.000 đồng, đông cũng phải chờ thôi. Sau gần một tuần cách ly tại nhà, tự xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính, chị Hát, ngụ phường 22 quận Bình Thạnh ra trạm y tế để lấy giấy hoàn thành cách ly. Chị cho biết bản thân khá bất ngờ trước lượng người chen chúc ở trạm. Chị nói, người đến đông như kiến mà nhân viên y tế thì ít. Người âm tính thì phào lấy kết quả ra về, người dương tính thì về nhà cách ly tiếp. Cứ ra ra vào vào như vậy thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Bản thân tôi bị rồi mà thấy cảnh này cứ sợ nguy cơ tái nhiễm. Trao đổi với phóng viên, anh Thạch Sách, nhân viên phòng chống dịch của trạm cho biết, khi người dân tự xét nghiệm ở nhà, hầu hết kết quả đều không chính xác nên trạm phải mời lên để kiểm tra lại. Anh Sách cho hay, người dân do tâm lý ngại test nên chỉ chọt một chút, không vào đúng vị trí cần lấy mẫu, dẫn đến sai kết quả, dễ sai sót. Khi tiếp nhận trường hợp khai báo nghi ngờ, trong vòng 8 tiếng trạm sẽ mời họ lên để test lại. Do lượng F0 tăng cao nên hiện nay mỗi ngày trạm tiếp nhận F0 khai báo đến tận 9 giờ tối. Theo anh Sách, trạm y tế có trao đổi với người dân khi đến trạm cần vào đúng khu vực riêng dành cho từng nhóm đối tượng. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn không đứng theo hàng, trong khi lực lượng nhân viên y tế thiếu hụt, không thể nhắc nhở thường xuyên. Anh Sách giải bày, lúc trước Ủy ban Nhân dân phường chuyển giấy hoàn thành cách ly xuống tận nhà cho các F0. Thời gian qua ở Ủy ban Nhân dân phường cũng có cán bộ dương tính, nên việc này được đưa về trạm. Tuy nhiên thời điểm này ở trạm cũng có 3 cán bộ dương tính nên thiếu người, dẫn đến quá tải. Theo quy định của Bộ Y tế, người dân có thể được xác định là F0 khi thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa. Vậy vì sao người dân ở phường 22 phải đến tận trạm để thực hiện xét nghiệm? Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh cho biết, không phải tất cả trường hợp F0 khai báo đều bắt buộc ra trạm để test lại. Ông Tâm nói, trạm y tế có đường link khai báo dương tính. Những trường hợp nào không chụp được hình ảnh test nhanh dương tính tại nhà để gửi, thì trạm mới mời ra test lại. Khi ra trạm, rất nhiều người cho kết quả âm tính dù trước đó họ khẳng định mình nhiễm bệnh và muốn được cấp giấy xác nhận cách ly tại nhà để nộp cho cơ quan. Ngoài ra, còn có nhiều F0 âm tính đến để xin giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Ông Tâm chia sẻ thêm, trong suốt thời gian qua, đường dây nóng của trung tâm nhận được rất nhiều cuộc gọi xin giấy xác nhận hoàn thành cách ly, trong khi trước đó lúc nhiễm bệnh họ không khai báo. Có thể thấy trong tình hình dịch hiện tại, số lượng đông nhân viên y tế nhiễm bệnh đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy, ý thức chủ động khai báo và khai báo trung thực của người dân chính là sự chung tay với ngành y tế để việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng được đảm bảo tốt nhất. Sẽ xem xét F0 nào nên đi làm, chứ không áp dụng đại trà. Thưa quý vị, các chuyên gia đều đồng thuận đã đến lúc xem xét cho F0 đi làm. Tuy nhiên, phải phù hợp từng loại hình, tình huống thay vì áp dụng đại trà. Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, đề xuất cho F0, F1 là phù hợp trong bối cảnh hiện tại khi lây lan đã quá nhiều. Bác sĩ Vân Anh lấy ví dụ, với ngành y tế, F0 đi làm là chuyện đã diễn ra ngay trong mùa dịch.
Khi nhân viên y tế là F0, không có triệu chứng, đủ sức khỏe, chúng tôi vẫn bố trí làm việc trong khu điều trị COVID-19. Nếu như khi đó ai mắc COVID-19 cũng nghỉ việc thì sẽ vô cùng thiếu người, không thể nào chăm sóc được bệnh nhân F0, công việc vô cùng nhiều. Do đó, chuyện F0 đi làm với ngành y không phải là xa lạ. Bên cạnh đó, trong trường hợp thân nhân cũng mắc COVID-19, một số bệnh viện sẽ tạo điều kiện được vào chăm sóc F0. Ví dụ như tại khoa COVID-19 của Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, có thời điểm gần 50% bệnh nhân là người lớn đi kèm chăm con F0. Các bác sĩ sẽ điều trị cho cả người lớn nếu có triệu chứng mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh phải phù hợp với từng ngành nghề, từng điều kiện làm việc của F0. Bác sĩ Vân Anh ví dụ, nếu người mắc COVID-19 không mỏi mệt, công việc cho phép làm trực tuyến từ xa thì work from home là chuyện bình thường. Đây là mặt tích cực vì người bệnh không bị ảnh hưởng đến ngày công, thu nhập và năng suất công việc. Nếu áp dụng đại trà thì không ổn vì đây là bệnh lây lan rất nhanh. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Minh Phúc, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây không phải là thời điểm lo sợ. Hiện nay, chúng ta có đầy đủ vaccine, thuốc điều trị phân phối từ trạm y tế, bệnh viện, nhà thuốc, các bệnh viện không còn bị quá tải. Chúng ta đã chủ động, vậy quá lo sợ điều gì? Thứ hai, vì lượng F0 hiện nay quá lớn, nếu F0 nghỉ làm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung, năng suất lao động. Vì vậy, theo tôi, F0, F1 đi làm là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực hiện tốt 5K. Cả hai chuyên gia trên đều lưu ý, cần chú trọng đến tình huống đặc biệt, khó có thể áp dụng đại trà. Đặc biệt như nơi có nhiều người nguy cơ thì không thể áp dụng. Phó giáo sư Phúc ví dụ như tại khoa tim mạch trẻ em, nếu nhân viên y tế mắc COVID-19 bắt buộc phải nghỉ theo quy định. Vì tại đây, trẻ em mắc bệnh tim mạch, tim bẩm sinh yếu ớt nếu không may bị lây COVID-19 từ người lớn sẽ rất nguy hiểm. Do đó, có hai điều kiện cơ bản để F0 đi làm bình thường là đủ sức khỏe và 5K. Tương tự, nếu cứng nhắc để F1 nghỉ như trước đây sẽ càng thiếu hụt lao động nghiêm trọng và không cần thiết. Trong bối cảnh F0 tràn lan như hiện nay, ai cũng có thể là F1. Nhất là các F1 nguy cơ thấp, không tiếp xúc gần và lâu với F0, hoàn toàn có thể đi làm trực tiếp. Yêu cầu quan trọng là từng cơ quan, công sở, doanh nghiệp phải có hướng dẫn cụ thể cho người lao động áp dụng. Các chuyên gia khuyến cáo, dù F0 hay F1 đi làm, vẫn phải áp dụng chặt chẽ quy định 5K và tiêm vaccine đầy đủ. Thói quen sinh hoạt cần duy trì như đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc gần và tập trung đông người. Đặc biệt là việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ giảm được nguy cơ chuyển nặng nếu mắc bệnh và hạn chế khả năng xâm nhập vào phổi của virus. Nói một cách khác, tiêm vaccine COVID-19 sẽ giúp người dân tự tin hơn khi tham gia lao động, vui chơi, sinh hoạt. Ngay cả khi COVID-19 được xem là bệnh lưu hành, chúng ta cũng cần thay đổi, điều chỉnh thói quen hàng ngày. Đây là cách bảo vệ mình. Bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh cũng cảnh báo tâm lý mắc bệnh cho xong là cực kỳ nguy hiểm. Dù người bệnh có thể trải qua thời kỳ F0 nhẹ nhàng, nhưng hậu COVID-19 ra sao, chưa ai biết được. Hiện nay, SARS-CoV-2 có tần suất đột biến quá nhanh với nhiều biến thể mới. Y khoa cũng chưa biết rõ biến thể mới sẽ tiếp tục như thế nào, có gây bệnh nặng hơn biến thể cũ hay không. Vì thế tốt nhất phải giữ cho mình và mọi người không mắc bệnh.